Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Trong những tuần cuối cùng của cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ, sự tham gia của bà Michelle Obama có thể giúp Phó Tổng thống Harris có được một cú hích quan trọng, trở thành vũ khí tối thượng của ứng cử viên Đảng Dân Chủ này. Đây là những nhận định quan trọng của các chuyên gia chia sẻ với tạp chí Newsweek. Ông Costa Panagopoulos, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Norton, đã mô tả cựu đệ nhất phu nhân Mỹ là một người kết thúc hiệu quả và cho biết chiến dịch của bà với bà Harris có thể giúp tập hợp cử tri trước ngày bầu cử. Ông Panagopoulos đánh giá, Michelle Obama là vũ khí không quá bí mật của Đảng Dân Chủ. Bà ấy rất được lòng mọi người, đặc biệt là phụ nữ da đen, những người đã đóng vai trò quan trọng đối với chiến thắng của Harris, và bà ấy là một diễn giả rất có sức thuyết phục. Việc sử dụng bà Obama một cách chiến lược ở các tiểu bang quan trọng có thể sẽ hữu ích cho chiến dịch của bà Harris. Trong khi đó, thì bà Catherine Tate, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Brown, cũng cho biết sự hiện diện của bà Obama trên đường đua tranh cử sẽ tạo ra sự phấn khích. Lúc đầu thì bà Harris rất nhiệt tình nhưng giờ đã ổn định lại. Michelle Obama sẽ lại tạo ra những sự phấn khích cho cuộc đua. Theo một quan chức cấp cao trong chiến dịch tranh cử của bà Harris vào ngày 26 tháng 10, bà Obama sẽ xuất hiện cùng với bà Harris tại một sự kiện vận động bỏ phiếu ở Michigan. Chồng bà, cựu Tổng thống Barack Obama, đã giúp vận động tranh cử ở tiểu bang dao động này và sẽ xuất hiện cùng với bà Harris tại một sự kiện vào ngày 25 tháng 10 ở Georgia. Các chi tiết khác về sự kiện này vẫn chưa được tiết lộ. Sự kiện diễn ra vào ngày 26 tháng 10 tới sẽ là lần đầu tiên cựu đệ nhất phu nhân Obama tham gia chiến dịch vận động ủng hộ bà Harris và cũng trùng với ngày đầu tiên bỏ phiếu sớm ở Michigan. Bà Michelle Obama cũng sẽ là người đứng đầu một cuộc meeting ở Atlanta vào ngày 29 tháng 10 do nhóm When We All Vote tổ chức. Đây là nhóm phi đảng phái mà bà Obama thành lập vào năm 2018 nhằm thay đổi văn hóa bỏ phiếu. Những sự kiện kể trên sẽ diễn ra trong bối cảnh một cuộc thăm dò gần đây cho thấy một số lượng lớn cử tri da đen, một khối cử tri quan trọng, đã đưa Tổng thống Joe Biden giành chiến thắng vào năm 2020 vẫn chưa quyết định về sự lựa chọn bỏ phiếu của họ trong cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11 tới. Vì thế mà sự tham gia của bà Michelle Obama có thể sẽ giúp Kamala Harris, người phụ nữ da đen và người Mỹ gốc Á đầu tiên giữ chức phó tổng thống, có được một cú hích quan trọng trong những tuần cuối cùng của cuộc đua rất xít sao với cựu tổng thống Donald Trump. Một cuộc đua có thể được quyết định chỉ bằng cách biệt nhỏ ở các tiểu bang chiến trường như Michigan và Georgia. Theo YouGov, Michelle Obama là một trong những nhân vật công chúng được yêu thích nhất ở Mỹ với tỷ lệ ủng hộ là 61%. Chồng bà cũng vẫn được yêu mến với tỷ lệ ủng hộ là 59%. Cựu đệ nhất phu nhân thậm chí còn được coi là ứng cử viên tiềm năng thay thế cho ông Biden ở vị trí đứng đầu danh sách ứng cử viên của Đảng Dân Chủ vào đầu năm nay. Mặc dù bà liên tục bác bỏ suy đoán về việc chạy đua vào Nhà Trắng, gia đình Obama đã ủng hộ bà Harris sau khi Tổng thống Biden rút khỏi đường đua vào tháng 7 và họ đã có những bài phát biểu đầy nhiệt huyết tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ hồi tháng 8. Trong bài phát biểu khi đó, bà Michelle Obama đã cảnh báo Đảng Dân Chủ về những gì đang bị đe dọa trong cuộc bầu cử và thúc giục họ đảm bảo rằng làm điều gì đó để ngăn ông Trump giành chiến thắng trong nhiệm kỳ thứ hai. Bà Michelle Obama nổi tiếng với khả năng kết nối với các cử tri cấp độ cá nhân. Bà có thể giúp cho bà Harris thu hút những đám đông hơn. Giáo sư Ted nói thêm, sự ủng hộ của bà Obama sẽ làm sâu sắc thêm sự ủng hộ hiện tại mà bà Harris có từ phụ nữ da đen. Bà Obama sẽ làm rõ sự lựa chọn giữa đối thủ Harris và Trump. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa qua đã lên tiếng phản bác những chỉ trích mang tính cá nhân của vợ chồng ông Barack Obama tại đại hội của Đảng Dân Chủ. Theo tờ The Hill, trong ngày 21 tháng 8, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đã tổ chức sự kiện vận động ngoài trời ở bang Bắc Carolina. Tại đây, ông Trump đã phản bác mạnh mẽ những phát biểu gần đây của vợ chồng ông Obama. Ông Trump nói trước đám đông người ủng hộ, "Mọi người có xem ông Obama vào tối qua không? Ông ấy và bà Michelle đã chỉ trích một Tổng thống Mỹ. Họ là những người luôn nói rằng hãy tập trung vào chính sách thay vì công kích cá nhân. Nhưng chính họ lại không làm như vậy. Liệu tôi có cần phải luôn tập trung vào chính sách không?" Ngoài vợ chồng ông Obama, cựu Tổng thống Mỹ đã đưa ra những chỉ trích nhắm vào bà Kamala Harris. Ông Trump mô tả ứng cử viên Đảng Dân Chủ là người cánh tả cấp tiến nhất, cảnh báo rằng hàng triệu việc làm tại Mỹ sẽ biến mất nếu bà Harris thắng cử. Trong sự kiện ở Bắc Carolina, ông Trump cũng lên án chính quyền của Tổng thống Joe Biden về việc rút quân khỏi Afghanistan và tình trạng hỗn loạn ở Ukraine và Trung Đông.
tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ. Ông Barack Obama tuyên bố rằng nước Mỹ không cần thêm một nhiệm kỳ nữa của ông Trump, đồng thời chỉ trích quan điểm của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa về chính sách biên giới. Ông Obama nói, ông Trump là một tỷ phú đang không ngừng than vãn về nhiều vấn đề. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi ông ấy sợ thua bà Harris. Nước Mỹ đã sẵn sàng cho một chương mới, cho một câu chuyện tốt đẹp hơn. Trong khi đó, bà Michelle Obama lại lên án ông Trump về vấn đề phân biệt chủng tộc, cảnh báo rằng cựu tổng thống sẽ tìm cách bóp méo sự thật về bà Harris. Bà Michelle nhận xét, ông Trump là một người có tầm nhìn hạn hẹp. Ông ta cảm thấy bị đe dọa bởi những người chăm chỉ, thành đạt và tình cờ là người da màu. Thưa quý vị, nỗ lực vận động tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã huy động kỷ lục khoảng 500 triệu đô la kể từ khi bà trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, một con số thể hiện sự nhiệt tình của các nhà tài trợ. Bà Kamala Harris đã được tiếp thêm động lực mạnh mẽ tại Đại hội Đảng Dân Chủ khi các thành viên Dân Chủ lão luyện đăng đàn và dành sự ủng hộ quan trọng cho bà. Cựu Tổng thống Barack Obama và vợ Michelle Obama, những nhân vật quan trọng của Đảng Dân Chủ, đã phát biểu tại Đại hội Đảng Dân Chủ vào tối thứ Ba ngày 20 tháng 8 để ủng hộ bà Kamala Harris, trong khi bà tổ chức meeting để vận động cử tri ở bang Wisconsin gần đó. Bà Michelle Obama nói rằng hy vọng đang trở lại khi bà xác nhận năng lực của Phó Tổng thống Kamala Harris để trở thành Tổng thống. Tiếp sau đó, cựu Tổng thống Barack Obama cho biết ngọn đuốc đã được chuyển giao khi ông đưa ra lập luận ủng hộ bà Kamala Harris và người đồng hành Tim Walz. Ông cũng khuyến khích người dân Mỹ ra ngoài và đi bỏ phiếu vì nước Mỹ không cần thêm 4 năm nữa của sự lố bịch, vụng về và hỗn loạn dưới thời ông Trump. Ông Obama nói rằng bà Kamala Harris và ông Tim Walz hiện thân cho sự trở lại của nước Mỹ, nơi chúng ta làm việc cùng nhau và quan tâm lẫn nhau. Ông nói, nếu mỗi người trong chúng ta thực hiện phần việc của mình trong 77 ngày tới, nếu chúng ta gõ cửa, nếu chúng ta gọi điện, nếu chúng ta nói chuyện với bạn bè, lắng nghe hàng xóm, nếu chúng ta làm việc như chưa bao giờ làm trước đây, nếu chúng ta giữ vững niềm tin của mình, chúng ta sẽ bầu cho bà Kamala Harris làm Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ và ông Tim Walz làm Phó Tổng thống tiếp theo. Tại đại hội, lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho rằng, dưới sự lãnh đạo của bà Harris, nước Mỹ sẽ có một tương lai công bằng hơn, tự do hơn và chỉ trích tầm nhìn của ông Trump về đất nước. Thượng nghị sĩ độc lập bang Vermont, Bernie Sanders lập luận rằng người Mỹ nên bầu bà Harris để tiếp tục thực hiện các chính sách tiến bộ. Một thế hệ mới của Đảng Dân Chủ cũng lên diễn đàn với đại diện là Jack Schlossberg, cháu trai duy nhất của Tổng thống John Fraine Kennedy, và Jason Carter, cháu trai của cựu Tổng thống Jimmy Carter. Schlossberg nói rằng bà Harris, giống như ông của ông, đã cống hiến cả đời để phục vụ cho công chúng. Còn Carter nói rằng ông của ông, người đang ở trong viện dưỡng lão, rất nóng lòng để bỏ phiếu cho bà Kamala Harris. Một số đảng viên Cộng hòa dự kiến sẽ phát biểu tại đại hội. Ngày 20 tháng 8, Stephanie Grisham, cựu thư ký báo chí Nhà Trắng dưới thời ông Donald Trump nói rằng cựu Tổng thống không có đạo đức hoặc sự đồng cảm. Bà cho biết sẽ bỏ phiếu cho bà Harris vì tôi yêu đất nước của tôi hơn là đảng của tôi. Kai Switzer, một đảng viên Cộng hòa suốt đời, nói rằng ông sẽ bỏ phiếu cho bà Harris vì ông nhận ra ông Trump không quan tâm đến người lao động Mỹ. Một người khác, thị trưởng Cộng hòa của Mesa, bang Arizona, John Gills nói, ông Donald Trump chỉ biết nói mà không hành động. Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin quen thuộc với hoạt động gây quỹ cho biết, nguồn tài trợ khổng lồ đã được huy động cho bà Harris chỉ trong 4 tuần kể từ khi bà tham gia cuộc đua vào ngày 21 tháng 7. Bà Harris đã gia nhập cuộc đua khi Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi vị trí đứng đầu danh sách ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, mở ra dòng tiền dồi dào đã cạn kiệt trong những tuần sau cuộc tranh luận tồi tệ của ông Biden với ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump. Bà Harris đã huy động được 200 triệu đô la ngay trong tuần đầu tiên của chiến dịch, trong khi bà nhanh chóng nhận được sự ủng hộ để trở thành ứng cử viên của đảng. Nhóm của bà Harris đã huy động được 310 triệu đô la Mỹ trong tháng 7, nâng tổng số tiền mà bà và ông Biden, trước khi ông rút lui, đã huy động lên hơn 1 tỷ đô la, là số tiền vượt qua ngưỡng gây quỹ nhanh nhất trong lịch sử. Chiến dịch của ông Trump cho biết họ đã huy động được 138,7 triệu đô la Mỹ trong tháng 7 và có 327 triệu đô la Mỹ tiền mặt sẵn có. Chiến dịch của cựu Tổng thống đã gây quỹ nhiều hơn ông Biden trong quý thứ hai. Sự nhiệt tình đối với bà Harris với số tiền mặt trong tay vào tháng 7 đạt 377 triệu đô la, tiếp tục tăng vào tháng 8, thể hiện qua các khoản quyên góp từ những người tài trợ nhỏ lẻ khi hàng ngàn người tham gia các buổi meeting của bà Harris ở các bang chiến lược chính trị trên toàn quốc.
Thưa quý vị, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân Michelle vừa tung cú đấm kép tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ, kêu gọi người dân Mỹ ủng hộ bà Kamala Harris để đánh bại đối thủ Donald Trump của Đảng Cộng Hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Vị Tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ đang dành vốn liếng chính trị đáng kể của mình cho bà Harris để bà có thể tạo nên lịch sử nếu trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên là người da màu và gốc Á. Trong bài phát biểu tại đêm thứ hai của đại hội ở Chicago, ông Obama nhấn mạnh, chúng ta không cần thêm 4 năm nữa cho sự khoa trương vụng về và hỗn loạn. Chúng ta đã xem bộ phim đó trước đây và chúng ta đều biết phần tiếp theo thường tệ hơn. Ông Obama nói, nước Mỹ đã sẵn sàng cho một chương mới, nước Mỹ đã sẵn sàng cho một câu chuyện hay hơn, chúng ta đã sẵn sàng cho một tổng thống mang tên Kamala Harris. Ông Obama chỉ trích ông Trump và ca ngợi Tổng thống Joe Biden. Ông Obama nói, lịch sử sẽ ghi nhớ Joe Biden như một vị Tổng thống đã bảo vệ nền dân chủ vào thời điểm vô cùng nguy hiểm. Tôi tự hào khi gọi ông ấy là Tổng thống của tôi, nhưng còn tự hào hơn khi gọi ông ấy là bạn của tôi. Ông Obama đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả. Cũng tại đại hội, trong bài phát biểu, bà Michelle không hề né tránh mà thẳng thừng cảnh báo rằng ông Trump sẽ cố gắng bóp méo sự thật về bà Harris, cũng giống như ông đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để khiến mọi người sợ chúng ta. Trong tiếng vỗ tay vang dội, bà Michelle nói, quan điểm hạn chế và hẹp hòi của ông ta về thế giới khiến ông ta cảm thấy bị đe dọa trước sự tồn tại của hai người chăm chỉ, có trình độ học vấn cao, thành đạt và cũng là người da màu. Trong bài phát biểu trực tuyến tại Đại hội của Đảng Dân Chủ, bà Harris nói rằng, chúng ta sẽ cùng nhau vạch ra một con đường mới để tiến về phía trước, một tương lai cho sự tự do, cơ hội, lạc quan và đức tin. Trước đây, ông Trump nhiều lần có những phát biểu mang tính kỳ thị chủng tộc và nghi ngờ quốc tịch của ông Obama. Gần đây cũng có những phát biểu tương tự về bà Harris. Bà Harris, 59 tuổi, đang tạo nên thành tích lịch sử về tốc độ gây quỹ với những cuộc vận động đông kín người ủng hộ. Khi Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ diễn ra, bà Harris cùng ứng cử viên Phó Tổng thống, Thống đốc Minnesota Tim Walz lên sân khấu ở Milwaukee, nơi diễn ra Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa vào tháng trước. Trong bài phát biểu của mình, bà Harris chỉ trích việc ông Trump nói rằng ông không hối hận về phán quyết năm 2022 của Tòa án Tối cao Mỹ để lật ngược phán quyết Roe v. Wade từ năm 1973. Trong đó công nhận quyền phá thai của phụ nữ, ba thẩm phán được ông Trump bổ nhiệm đã đóng vai trò lớn trong quyết định này. Bà Harris nói, tôi tin rằng hành vi xấu sẽ phải chịu hậu quả. Vâng, chúng tôi sẽ đảm bảo ông ta phải đối mặt với hậu quả và điều đó sẽ diễn ra tại hòm phiếu vào tháng 11 tới. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân Michelle vừa tung cú đấm kép tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ, kêu gọi người dân Mỹ ủng hộ bà Kamala Harris để đánh bại đối thủ Donald Trump của Đảng Cộng Hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Vị Tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ đang dành vốn liếng chính trị đáng kể của mình cho bà Harris để bà có thể tạo nên lịch sử nếu trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên là người da màu và gốc Á. Trong bài phát biểu tại đêm thứ hai của đại hội ở Chicago, ông Obama nhấn mạnh, chúng ta không cần thêm 4 năm nữa cho sự khoa trương vụng về và hỗn loạn. Chúng ta đã xem bộ phim đó trước đây và chúng ta đều biết phần tiếp theo thường tệ hơn. Ông Obama nói, nước Mỹ đã sẵn sàng cho một chương mới, nước Mỹ đã sẵn sàng cho một câu chuyện hay hơn, chúng ta đã sẵn sàng cho một tổng thống mang tên Kamala Harris. Ông Obama chỉ trích ông Trump và ca ngợi Tổng thống Joe Biden. Ông Obama nói, lịch sử sẽ ghi nhớ Joe Biden như một vị Tổng thống đã bảo vệ nền dân chủ vào thời điểm vô cùng nguy hiểm. Tôi tự hào khi gọi ông ấy là Tổng thống của tôi, nhưng còn tự hào hơn khi gọi ông ấy là bạn của tôi. Ông Obama đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả. Cũng tại đại hội, trong bài phát biểu, bà Michelle không hề né tránh mà thẳng thừng cảnh báo rằng ông Trump sẽ cố gắng bóp méo sự thật về bà Harris, cũng giống như ông đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để khiến mọi người sợ chúng ta. Trong tiếng vỗ tay vang dội, bà Michelle nói, quan điểm hạn chế và hẹp hòi của ông ta về thế giới khiến ông ta cảm thấy bị đe dọa trước sự tồn tại của hai người chăm chỉ, có trình độ học vấn cao, thành đạt và cũng là người da màu.
Trong bài phát biểu trực tuyến tại Đại hội của Đảng Dân Chủ, bà Harris nói rằng chúng ta sẽ cùng nhau vạch ra một con đường mới để tiến về phía trước, một tương lai cho sự tự do, cơ hội, lạc quan và đức tin. Trước đây, ông Trump nhiều lần có những phát biểu mang tính kỳ thị chủng tộc và nghi ngờ quốc tịch của ông Obama. Gần đây cũng có những phát biểu tương tự về bà Harris. Bà Harris, 59 tuổi, đang tạo nên thành tích lịch sử về tốc độ gây quỹ với những cuộc vận động đông kín người ủng hộ. Khi Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ diễn ra, bà Harris cùng ứng cử viên Phó Tổng thống, Thống đốc Minnesota Tim Walz lên sân khấu ở Milwaukee, nơi diễn ra Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa vào tháng trước. Trong bài phát biểu của mình, bà Harris chỉ trích việc ông Trump nói rằng ông không hối hận về phán quyết năm 2022 của Tòa án Tối cao Mỹ để lật ngược phán quyết Roe v. Wade từ năm 1973. Trong đó công nhận quyền phá thai của phụ nữ, ba thẩm phán được ông Trump bổ nhiệm đã đóng vai trò lớn trong quyết định này. Bà Harris nói, tôi tin rằng hành vi xấu sẽ phải chịu hậu quả. Vâng, chúng tôi sẽ đảm bảo ông ta phải đối mặt với hậu quả và điều đó sẽ diễn ra tại hòm phiếu vào tháng 11 tới. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Phó Tổng thống Kamala Harris đã quyết định sẽ không tham gia vào cuộc tranh luận trực tiếp với ông trước tổng tuyển cử do hãng tin Fox tổ chức vào tháng sau. Cho đến nay, ông Trump, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, vẫn chưa so tài hùng biện trực tiếp với đối thủ Harris, người thay Tổng thống Joe Biden, đại diện Đảng Dân Chủ tranh cử vào Nhà Trắng năm nay. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 20 tháng 8, ông Trump viết, Kamala Harris vừa thông báo với chúng tôi rằng bà ấy sẽ không tham gia vào cuộc tranh luận do hãng tin Fox tổ chức vào ngày 4 tháng 9. Cựu lãnh đạo Nhà Trắng nói thêm, ông không ngạc nhiên về điều này vì bà Harris sẽ rất khó có thể bảo vệ thành tích của bản thân. Theo đài RT, ông Trump cũng thông báo sẽ tổ chức một cuộc đối thoại trực tiếp với người dẫn chương trình Sean Hannity của Fox chủ trì, thay cho cuộc tranh luận dự kiến vào ngày 4 tháng 9. Chiến dịch tranh cử của bà Harris hiện vẫn chưa xác nhận tuyên bố của cựu tổng thống, dù trước đó từng ám chỉ nữ chính khách này sẽ không tham gia vào cuộc tỉ thí do Fox tổ chức. Đầu tháng này, đội ngũ của bà Harris cho biết sẽ chỉ cam kết tham gia hai cuộc tranh luận trực tiếp giữa các ứng cử viên tổng thống và một cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên phó tổng thống. Giả sử ông Trump thực sự xuất hiện vào ngày 10 tháng 9 để tranh luận với bà Harris, Thống đốc Walz sẽ gặp Thượng nghị sĩ Vance vào ngày 1 tháng 10 và người dân Mỹ sẽ có cơ hội khác để chứng kiến Phó Tổng thống và cựu lãnh đạo Nhà Trắng trên sân khấu hùng biện vào tháng 10. Michael Taylor, giám đốc truyền thông cho chiến dịch tranh cử của bà Harris, phát biểu vào thời điểm đó. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump vừa qua đã đăng tải bức ảnh giả do trí tuệ nhân tạo AI tạo ra theo hướng có lợi cho mình trên mạng xã hội, gây ra những phản ứng trái chiều. Theo giới truyền thông, ông Donald Trump đã đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh do AI tạo ra cho thấy nữ ca sĩ nổi tiếng Taylor Swift ủng hộ và kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho ông. Sự việc khiến cộng đồng fan hâm mộ của Taylor Swift vô cùng bất bình. Một số chuyên gia chỉ ra rằng việc sử dụng ảnh giả để quảng cáo có thể lợi bất cập hại, chỉ gây ra những tác dụng ngược. Theo hãng tin Reuters, ông Trump đã đăng lại một bài trên nền tảng mạng xã hội Truth Social. Bài đăng của ông bao gồm một tấm áp phích có hình Taylor Swift, đội một chiếc mũ tượng trưng cho quốc kỳ Mỹ và ăn mặc giống chú Sam với những dòng chữ như Taylor Swift hy vọng các bạn bỏ phiếu cho ông Trump. Bài đăng cũng có bức ảnh nhiều cô gái trẻ mặc áo có dòng chữ Swiftie ủng hộ Trump, đi kèm là một bài báo có tiêu đề Swifties quay sang ủng hộ ông Trump sau khi tổ chức khủng bố IS làm gián đoạn buổi hòa nhạc của Taylor Swift, cho thấy ông Trump đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ những người hâm mộ Taylor Swift. Người ta cho rằng, mặc dù hầu hết các bức ảnh đều đã được chỉnh sửa Photoshop, nhưng chúng không phạm luật trên nền tảng Truth Social. Ngoài ra, hai trong số những bức ảnh là thật, chụp một người ủng hộ ông Trump, tên là Jenna Piwowarczyk, đã mặc một chiếc áo có dòng chữ Taylor Swift ủng hộ Trump tại một cuộc vận động tranh cử ở Wisconsin. Ông Trump đã viết thêm I accept, nghĩa là tôi chấp nhận, khi đăng lại bài này. Cho đến nay, ngôi sao ca nhạc nổi tiếng Taylor Swift vẫn chưa bày tỏ sự ủng hộ với ứng cử viên tổng thống nào. Một số người ở cả hai đảng đều hy vọng Taylor Swift sẽ sử dụng ảnh hưởng của mình với tư cách một diva âm nhạc để lôi kéo các cử tri trẻ ủng hộ ứng cử viên mà cô sẽ bỏ phiếu lựa chọn. Trước đây, trong cuộc bầu cử năm 2020, cô đã công khai ủng hộ các ứng viên Đảng Dân Chủ Joe Biden và Kamala Harris, đồng thời lên tiếng chỉ trích ông Trump. Scott Talon, trợ lý giáo sư tại Học viện Truyền thông Đại chúng thuộc Đại học American, phân tích chỉ rõ,
bất kỳ chính trị gia nào cũng có thể tuyên bố có một nhóm người ủng hộ họ với hy vọng tăng số lượng cử tri tương tự. Ông Talon giải thích rằng, ông Trump đã làm được nhiều việc trên mạng xã hội hơn hầu hết các chính trị gia khác, một số việc trong số đó có vẻ điên rồ và khó tin. Ông nói, lấy bức ảnh Taylor Swift này làm ví dụ, tôi nghi ngờ việc nó có thể thu hút nhiều người ủng hộ ông ấy hơn. Tôi cho rằng nó sẽ khiến những người hâm mộ ca sĩ Taylor Swift tức giận và sẽ gây hiệu quả ngược, bất lợi cho ông Trump. Bản thân Taylor Swift hiện chưa lên tiếng về vụ việc này. Tuy nhiên, người ta lưu ý, hôm 7 tháng 8, nữ ca sĩ đã cho đăng tải bức ảnh chụp trong buổi biểu diễn thuộc The Eras Tour ở thủ đô Ba Lan với cánh tay đưa lên và cái bóng phía sau được cho là của bà Kamala Harris, được hiểu là cô ủng hộ ứng cử viên Đảng Dân Chủ trong cuộc chạy đua để trở thành chủ nhân Nhà Trắng. Một tháng sau khi có quyết định mang tính lịch sử là rút lui khỏi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu quan trọng trước Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ DNC vào tối ngày 19 tháng 8 theo giờ Mỹ tại Chicago, bang Illinois. Nhìn lại nhiệm kỳ Tổng thống duy nhất của mình, ông Biden nhắc người dân Mỹ nhớ việc ông bắt đầu lên nắm quyền chỉ 2 tuần sau vụ những người biểu tình quá khích ủng hộ ông Trump gây bạo loạn ở trụ sở Quốc hội Mỹ trên đồi Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, khi đất nước vẫn đang trong giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19. Vị Tổng thống sắp mãn nhiệm nhấn mạnh, "Tôi khi đó và bây giờ luôn tin sự tiến bộ đã và đang có thể xảy ra. Công lý có thể đạt được và những ngày tươi đẹp nhất của chúng ta không phải đã qua, chúng ta đang tiến về phía trước. Với một trái tim biết ơn, tôi đứng trước các bạn vào đêm tháng 8 này để tuyên bố rằng nền dân chủ đã chiến thắng, đang được thực thi và hiện cần phải được bảo vệ." Về sự nghiệp chính trị kéo dài 5 thập kỷ của mình, ông Biden bày tỏ sự biết ơn đối với hàng chục triệu người Mỹ đã bỏ phiếu ủng hộ ông trong suốt nhiều năm qua. Ông Biden cũng mô tả việc chọn bà Harris làm phó tổng thống trong chính quyền của mình là quyết định tốt nhất mà ông đã đưa ra trong toàn bộ sự nghiệp. Người lãnh đạo Nhà Trắng cũng chỉ ra sự tương phản rõ nét giữa bà Harris và ông Trump, đồng thời chế giễu ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa vì bị bồi thẩm đoàn ở New York tuyên phạm phải 34 tội danh liên quan đến bê bối làm giả tài liệu kinh doanh để chi tiền che đậy mối quan hệ với một ngôi sao phim người lớn trước cuộc bầu cử năm 2016. Ông Biden nói, tội phạm bạo lực đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 50 năm và tội phạm sẽ tiếp tục giảm khi chúng ta đưa một công tố viên vào phòng bầu dục thay vì một tội phạm bị kết án. Đồng thời, ông kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho bà Harris để bảo vệ nền dân chủ. Ông Biden cũng chĩa búa rìu công kích vào ông Trump vì một phát biểu gần đây. Ông Biden nhấn mạnh trong tiếng reo hò vang dội của các đại biểu dự Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ. Khi ông Trump nói Mỹ là một quốc gia đang thất bại, ông ấy nói chúng ta đang thua. Nhưng ông ấy mới là kẻ thua cuộc, ông ấy đã sai hoàn toàn. Theo báo Guardian, ngay cả khi kêu gọi ủng hộ bà Harris trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới, ông Biden cũng khoe những thành tựu lập pháp của mình trong 4 năm tại nhiệm. Ông đề cập đến các dự luật lớn đã ký duyệt, bao gồm cả luật về cơ sở hạ tầng và đạo luật giảm lạm phát. Tuy nhiên, ông Biden ghi nhận công lao của bà Harris vì đã giúp mang lại sự thay đổi. Khi nhắc tới những nỗ lực của chính quyền nhằm hạ giá thuốc theo toa, Tổng thống Mỹ nói, đoán xem ai đã bỏ phiếu quyết định. Phó Tổng thống, người sắp trở thành Tổng thống, bà Kamala Harris. Và khi khán giả liên tục hô vang cảm ơn Joe, Tổng thống đã đáp lại cảm ơn Kamala. Bà Kamala Harris, người phụ nữ da màu đầu tiên và người Mỹ gốc Á đầu tiên trở thành Phó Tổng thống Mỹ, đã nhanh chóng củng cố sự ủng hộ của Đảng Dân Chủ sau khi Tổng thống Joe Biden từ bỏ nỗ lực tái tranh cử và ủng hộ bà. Các cuộc thăm dò dư luận trong tuần này cho thấy bà Harris bắt đầu thu hẹp khoảng cách với đối thủ Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Một cuộc thăm dò của báo Wall Street Journal thực hiện và công bố ngày 26 tháng 7 cho thấy ông Donald Trump được 49% ủng hộ, dẫn trước bà Harris với 47% với biên độ sai số là 3%. Ngày 26 tháng 7, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân Michelle đã ủng hộ bà Harris, nối dài danh sách các thành viên Đảng Dân Chủ nổi tiếng ủng hộ nỗ lực của bà trên con đường làm chủ Nhà Trắng. Cựu Tổng thống Barack Obama nói với bà Harris trong cuộc điện thoại được đưa vào video trực tuyến của chiến dịch. Chúng tôi gọi điện để nói rằng Michelle và tôi vô cùng tự hào ủng hộ bà và làm mọi thứ có thể để giúp bà vượt qua cuộc bầu cử này và vào phòng bầu dục. Bà Harris bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ và tình bạn lâu dài giữa hai người. Bà Harris sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11 tới. Gần 8 năm sau khi rời nhiệm sở, ông Barack Obama, tổng thống da đen đầu tiên của Mỹ và phu nhân Michelle vẫn thuộc nhóm những nhân vật được yêu thích nhất trong Đảng Dân Chủ.
Một cuộc thăm dò do Reuters Ipsos thực hiện và công bố đầu tháng này cho thấy 55% người Mỹ và 94% thành viên Đảng Dân Chủ có cái nhìn tích cực về bà Michelle Obama, cao hơn mức ủng hộ 37% trên toàn quốc và 81% trong đảng dành cho bà Harris. Sự ủng hộ của vợ chồng cựu Tổng thống Barack Obama có thể giúp thúc đẩy sự ủng hộ và quyên góp cho chiến dịch vận động của bà Harris và báo hiệu rằng ông Obama có khả năng sẽ tham gia chiến dịch tranh cử để vận động cho bà Kamala Harris. Trong khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ sớm tổ chức một cuộc vận động khác tại Butler, bang Pennsylvania, nơi một tay súng đã bắn sượt vào tay ông trong sự kiện gần 2 tuần trước. Ông Trump viết trên mạng xã hội vào ngày 26 tháng 7, tôi sẽ trở lại Butler, Pennsylvania để tổ chức một sự kiện lớn và đẹp đẽ. Thế nhưng ông Trump không cho biết sự kiện đó sẽ diễn ra vào ngày nào. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama có ý định ủng hộ bà Kamala Harris trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ sau nhiều cuộc điện đàm trong những ngày gần đây. Trích một số nguồn tin giấu tên, đài NBC News cho biết cựu Tổng thống Obama đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ứng cử viên Harris và có kế hoạch ủng hộ bà. Một trong những nguồn tin tiết lộ, ông Obama đã liên lạc thường xuyên với bà Harris và nghĩ rằng bà đã có một khởi đầu tuyệt vời. Barack Obama, vị Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ, vẫn là một trong những nhân vật được yêu thích nhất trong Đảng Dân Chủ, mặc dù đã hơn một thập kỷ trôi qua kể từ lần ông đắc cử gần đây nhất. Ông Obama từng ủng hộ ông Biden trong các cuộc gây quỹ, một trong những sự kiện lớn nhất trong chiến dịch của ông. Giới quan sát nhận định, sự ủng hộ của cựu Tổng thống Obama có thể kích hoạt, duy trì năng lượng và gây quỹ cho chiến dịch tranh cử của bà Harris. Ông Obama cũng có khả năng sẽ tham gia chiến dịch vận động tranh cử cùng Phó Tổng thống Harris khi bà chính thức trở thành ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Phó Tổng thống Harris và ông Barack Obama đã thường xuyên liên lạc trong nhiều năm qua. Cựu Tổng thống Obama từng đóng vai trò là người đưa ra ý kiến phản biện kể từ thời bà Harris còn đảm nhiệm vai trò Tổng trưởng lý California. Ông Obama được cho là một trong những nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ bí mật kêu gọi Tổng thống Biden cân nhắc tái tranh cử. Tuy nhiên, ông Obama là một trong số ít những người nổi tiếng thuộc Đảng Dân Chủ chưa công khai ủng hộ bà Harris, người đã nhận được sự ủng hộ cần thiết để trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, thay thế ông Joe Biden. Động thái của ông Obama đã bị nhiều thành viên Đảng Dân Chủ chỉ trích. Họ coi đó là một sự xúc phạm. Một số người lên án ông Obama vì đã giữ im lặng, đặc biệt là đối với một phụ nữ da màu. Nguồn tin giấu tên cho hay, ông Obama tin rằng điều quan trọng đối với Đảng Dân Chủ là phải có một quy trình hợp pháp để các đại biểu lựa chọn ứng cử viên mới. Ông ấy nghĩ rằng Phó Tổng thống Harris đã có một khởi đầu ấn tượng. Hôm 26 tháng 7, nhóm vận động tranh cử của bà Harris đã tung video chiến dịch đầu tiên, trong đó đề cập đến bạo lực súng đạn, chăm sóc sức khỏe và phá thai, với nhạc nền là bài hát Freedom của Beyoncé. Sự ủng hộ của những người nổi tiếng như tài tử điện ảnh George Clooney, ca sĩ Barbara Streisand, đạo diễn Spike Lee, diễn viên Robert De Niro và nhà từ thiện Melinda Frenchgate cùng nhiều người khác đã giúp cho chiến dịch của bà Harris huy động được số tiền tài trợ kỷ lục ngay trong tuần đầu tiên. Trước đó, cựu Tổng thống Bill Clinton và vợ ông Hillary Clinton, ứng cử viên từng thất bại năm 2016, là một trong những đảng viên Dân Chủ có ảnh hưởng đầu tiên ủng hộ bà Harris, kêu gọi cử tri tập hợp để đánh bại ông Donald Trump. Sự ủng hộ của ông Obama và những lời khuyên cho cuộc đua vào Nhà Trắng của cựu Tổng thống này có thể rất quan trọng đối với bà Harris. Nguồn tin giấu tên cũng tiết lộ rằng bà Michelle Obama, cựu đệ nhất phu nhân, cũng ủng hộ ứng viên Harris đại diện cho Đảng Dân Chủ tranh cử Tổng thống. Thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden đã đột ngột tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 vào ngày 21 tháng 7, sau đó công bố ủng hộ bà Kamala Harris trở thành ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ. Đây là lần đầu tiên trong hơn nửa thế kỷ một Tổng thống Mỹ đương nhiệm từ bỏ đề cử của Đảng mình. Và với sự tiến cử của Tổng thống Joe Biden, bà Kamala Harris, 59 tuổi, sẽ trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên tranh cử chức Tổng thống của một đảng lớn trong lịch sử xứ Cờ Hoa. Bà Harris là người phụ nữ da màu người gốc Nam Á đầu tiên giữ chức Phó Tổng thống Mỹ. Nếu trở thành ứng cử viên Đảng Dân Chủ và đánh bại ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, bà Kamala Harris sẽ là người phụ nữ đầu tiên giữ chức Tổng thống Mỹ. Trong thông báo ngày 21 tháng 7, ông Biden cho biết, việc chọn bà Harris làm người đồng hành là quyết định đúng đắn nhất mà tôi đã đưa ra và ủng hộ Phó Tổng thống kế nhiệm ông. Bà Harris mô tả quyết định rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng của ông Biden là một hành động yêu nước và không vụ lợi.
nhấn mạnh nhà lãnh đạo 81 tuổi đang đặt người dân Mỹ và đất nước của chúng ta lên trên mọi thứ khác. Bà Kamala Harris nói, tôi rất vinh dự khi nhận được sự tán thành của Tổng thống và ý định của tôi là giành được đề cử này. Trong năm qua, tôi đã đi khắp đất nước nói chuyện với người Mỹ về sự lựa chọn rõ ràng trong cuộc bầu cử quan trọng này. Các nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ đã nhanh chóng bày tỏ sự ủng hộ bà Kamala Harris vào ngày 21 tháng 7, trong đó có nhóm da màu trong Quốc hội Mỹ và cựu Tổng thống Bill Clinton, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Ông Bill Clinton và bà Hillary Clinton cho biết, chúng tôi rất vinh dự được cùng Tổng thống ủng hộ Phó Tổng thống Harris và sẽ làm bất cứ điều gì có thể để hỗ trợ bà ấy. Trong khi đó, cựu Tổng thống Barack Obama, người từng chia sẻ lo ngại riêng về cơ hội tái đắc cử của ông Joe Biden, không ủng hộ bà Harris trong chia sẻ ca ngợi khi ông Biden dừng cuộc đua vào Nhà Trắng. Ông Barack Obama nhấn mạnh, tôi đặc biệt tin tưởng rằng các nhà lãnh đạo đảng của chúng tôi sẽ có thể tạo ra một quy trình để từ đó xuất hiện một ứng cử viên xuất sắc. Tuy nhiên, việc được tán thành không đảm bảo chắc chắn rằng bà Harris giành được đề cử của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Đã có những ý kiến cho rằng Đảng Dân Chủ nên tổ chức một cuộc bầu cử sơ bộ nhỏ để xem xét các ứng cử viên khác trước khi Đại hội Đảng diễn ra ở Chicago vào tháng 8 tới. Từng là công tố viên và thượng nghị sĩ Mỹ, bà Harris từng nỗ lực để giành được đề cử Tổng thống của Đảng Dân Chủ năm 2020 nhưng thất bại và sau đó trở thành liên danh tranh cử của ông Biden. Hãng thông tấn AP của Mỹ lưu ý bà Harris đã được nhiều người coi là ứng viên để thay thế ông Biden. Với kinh nghiệm về chính sách đối ngoại và tên tuổi nổi tiếng trong nước, bà Harris có lợi thế vượt trội trước những đối thủ tiềm năng gồm Thống đốc bang California Gavin Newsom, Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer và Thống đốc bang Pennsylvania Josh Pizzo. Bà Harris sẽ phải nỗ lực tìm cách tránh số phận tương tự Hubert Humphrey, Phó Tổng thống đã giành được đề cử của Đảng Dân Chủ vào năm 1968, khi Tổng thống Lyndon Johnson từ chối tái tranh cử. Năm đó, ông Humphrey thua ông Richard Nixon của Đảng Cộng Hòa. Các Phó Tổng thống Mỹ là nhân vật đầu tiên sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo đất nước nếu Tổng thống qua đời hoặc mất năng lực để tiếp tục lãnh đạo. Bà Harris đã được chú ý cao bất thường một phần vì độ tuổi của ông Biden. Ông Biden là Tổng thống Mỹ lớn tuổi nhất trong lịch sử, nhậm chức ở tuổi 78 và tuyên bố tái tranh cử ở tuổi 80. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, sinh năm 1964 tại Oakland, California. Bà từng theo học tại Đại học Howard ở Washington. Sau khi tốt nghiệp, bà Harris quay trở lại khu vực vịnh San Francisco để học luật và chọn nghề công tố viên. Bà Harris kết hôn với luật sư Douglas Emhoff năm 2014 và trở thành mẹ kế của hai người con của Emhoff là Ella và Cole. Hiện các quan chức chiến dịch tranh cử đồng minh và người ủng hộ bà Kamala Harris đã bắt đầu kêu gọi sự ủng hộ của các đại biểu cho đề cử của bà trước Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ vào tháng 8. Dự kiến sẽ có khoảng 4.000 đại biểu Dân Chủ họp tại Chicago từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 8, sẽ chọn ra ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Bà Harris cần sự ủng hộ của 1.969 trong số 3.936 đại biểu Đảng Dân Chủ để đảm bảo được đề cử tại đại hội vào tháng 8 tới. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.